Bỗng một ngày, các phi hành gia đang làm việc trên trạm vũ trụ ngoài không gian nhìn thấy trái đất bị hủy diệt bởi hàng loạt bom hạt nhân được phát nổ. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với họ và trái đất? Mọi người cùng mình vào câu chuyện nhé! Kể từ sau chiến tranh lạnh, trạm vũ trụ quốc tế ISS được các nước trên thế giới, trong đó đứng đầu là Mỹ và Nga, tạo ra như một biểu tượng của sự hợp tác giữa các quốc gia. Ngoài việc khám phá không gian thì đây cũng là một cơ sở nghiên cứu y học và công nghệ. Sau một thời gian, các phi hành gia Mỹ và Nga đã làm việc cùng nhau trên ISS một cách hoàn hảo bất chấp quan điểm của hai nước có khác nhau. Hiện tại, hai phi hành gia người Mỹ tên là Kira và Kristen đang trên tàu vũ trụ Soyuz tiếp cận trạm ISS sau khi thành công kết nối. Mọi người mở khoang chào mừng hai người, cả người Nga và Mỹ vui mừng vì mọi chuyện đều tốt đẹp. Trên đây có phi hành gia người Mỹ tên Gordon và ba phi hành gia Nga lần lượt là Veronica, cùng cặp anh em là Nikolai và Alexei. Sau khi thay đồ, Veronica tiến tới làm quen với Kira. Veronica là một người rất tích cực và thân thiện. Cô luôn tôn trọng nguyên tắc là mọi người trên trạm phải đoàn kết. Kira cũng nhận thấy Veronica và Gordon có vẻ đang yêu nhau. Sau đó, Gordon đưa Kira đi tham quan xung quanh, bao gồm cả chỗ ngủ, bởi họ sẽ ngủ trong khi lơ lửng nên Gordon khuyên cô dùng túi ngủ nếu chưa quen. Còn một tiếng ồn đang phát ra là hệ thống hỗ trợ sự sống. Nếu nó ngừng phát ra tiếng thì chắc chắn họ sẽ gặp rắc rối. Làm quen xong với các thiết bị, Gordon đã đưa cho Kira một cái chìa khóa để mở hộp của người Mỹ, nơi họ chứa các nghiên cứu ở trên trạm. Kira ngay lập tức bắt tay vào việc và lấy ra một vài con chuột thí nghiệm để quan sát. Alexei lúc này cũng đi vào đây, ngoài việc là phi hành gia thì họ còn là những nhà khoa học. Do máy của hai bên để cạnh nhau mà họ sẽ làm việc chung, khi Kira vừa rời ra ngoài thì Alexei đã nhảy sang và quan sát nghiên cứu của bên Mỹ, trong khi đó những người còn lại đang tập thể dục chung. Không lâu sau, mọi người tập trung với nhau thưởng thức bữa ăn tối và trò chuyện. Alexei còn lấy ra một chai vodka để mọi người vui vẻ, nước trôi nổi trong không trung và họ chả cần phải dùng cốc. Sau đó tất cả cùng nhau ra chỗ quan sát, nơi họ được ngắm nhìn trái đất từ không gian, một khung cảnh tuyệt đẹp mà họ có thể ngắm nhìn bao lâu cũng được. Đêm đó Kira dùng túi ngủ nhưng một mình cô không thể mặc được. Cô rất bất ngờ khi Kristen đã ngủ lơ lửng một cách dễ dàng, đang không biết làm thế nào thì rất may Veronica đã tới hỗ trợ. Sáng sớm hôm sau, mọi người tiếp tục với công việc. Có điều lạ là lúc này họ không bắt được tín hiệu gì từ trái đất. Kira đi ngang qua chỗ quan sát và nhìn xuống bề mặt. Đột nhiên cô nhìn thấy một đốm lửa lóe lên giống như một vụ phun trào núi lửa, rồi tiếp tục các đốm lửa khác cứ thế phát ra trên khắp nước Mỹ. Mọi người cũng vội vàng tới xem, Gordon liền cảm thấy không ổn và bảo tất cả nhanh chóng lùi vào trong đóng cửa khoang. Sau đó cả hai bên đều cố gắng liên lạc với trái đất nhưng không được. Đột nhiên Gordon nhận được tin nhắn từ trung tâm chỉ huy mặt đất. Họ yêu cầu anh giữ im lặng vì đây sẽ là thông tin mật. Hóa ra Hoa Kỳ và Nga đang xảy ra chiến tranh và vừa rồi chính là các vụ nổ hạt nhân. Lệnh mới đã được đưa ra, họ muốn các phi hành gia Mỹ hủy bỏ mọi thí nghiệm và nắm quyền kiểm soát trạm ISS bằng mọi biện pháp cần thiết. Bên kia Nikolai cũng đã liên lạc được với mặt đất, có vẻ anh ta cũng nhận được mệnh lệnh tương tự và chỉ biết im lặng. Gordon lúc này muốn hỏi tại sao nhưng đúng lúc đó đã mất điện và khi có điện trở lại thì không liên lạc được với trái đất nữa. Lúc không có người Nga, Gordon đã nói nhỏ cho Kira cùng Kristen lệnh từ cấp trên và Kristen liền cho rằng người Nga cũng nhận được mệnh lệnh tương tự. Anh đổ lỗi cho họ về vụ mất điện vừa rồi, dù vậy Gordon và Kira vẫn tin họ nên nhóm Mỹ sẽ chờ đợi thêm một thời gian. Sau đó Veronica thông báo họ gặp phải một vấn đề nghiêm trọng, trạm đã mất lực đẩy và đang rơi ra khỏi quỹ đạo, họ chỉ còn một ngày trước khi trạm ISS tiến vào bầu khí quyển và bốc cháy. Nhóm Nga đề nghị họ dùng Soyuz để đáp, nhưng nó chỉ có hai chỗ và sẽ gặp nguy hiểm nếu họ đáp mà không có bộ phận kiểm soát sứ mệnh ở dưới đất hỗ trợ. Sau một hồi tranh cãi thì Alexei đề nghị họ nên ưu tiên sửa anten ở ngoài không gian do radio hỏng, đảm nhận việc này không ai khác chính là Gordon. Không lâu sau, Veronica mặc đồ cho Gordon cùng hôn chúc anh thành công. Kristen lúc này đi tới và nói đây là một cái bẫy, dù vậy Gordon vẫn tin tưởng nhóm người Nga. Thế là công việc bắt đầu, Gordon từ từ ra ngoài, anh kinh hoàng khi vừa ngẩng đầu lên. Không còn hình ảnh trái đất tuyệt đẹp nữa mà giờ đây nó đã bị phá hủy cùng bốc cháy. Gordon chết lặng một lúc và giữ bình tĩnh khuyên Kira đừng để mọi người thấy cảnh này, rồi anh tiếp tục từ từ di chuyển tới chỗ anten. Trong khi đó ở trong, Alexei đã bí mật vào hệ thống dây liên lạc định cắt dây, nhưng bỗng nhiên anh ta lại lưỡng lự. Cùng lúc đó Gordon vẫn đang cẩn thận di chuyển trong khi Kira trò chuyện để giữ anh bình tĩnh, sau vài phút chậm rãi trong không gian. Gordon đã tới được chỗ anten, lúc này Alexei đã chọn cắt dây và Gordon mất liên lạc với mọi người. Khi Kira cảnh báo những người khác, Kristen ngay lập tức nhận ra Alexei không có ở đây và chạy đến kiểm tra hệ thống dây. Dù vậy, Alexei đã che đậy bằng việc thay dây giả, làm Kristen không nhận ra được. Bên kia Gordon vẫn chưa biết chuyện gì và không liên lạc được với mọi người. Hiện dây của anh đang không đủ dài để đi tiếp. Cuối cùng Gordon đã tháo dây ra và nhảy tới chỗ hệ thống. Bất ngờ là khi kiểm tra thì anh nhận ra hệ thống radio vẫn hoàn toàn ổn.
Gordon cố gắng cảnh báo mọi người là Alexei đã nói dối nhưng không kịp nữa. Ở trong, Nikolai bí mật điều khiển cánh tay robot và hất Gordon ra khỏi trạm. Kira và Veronica cũng bắt đầu hoảng sợ do quá lâu mà không thể liên lạc với Gordon. Bỗng Kristen nhìn thấy Gordon đang trôi ở ngoài. Ít phút sau mọi người kéo dây vào thì nó không có gì cả. Quá đau lòng, Kira trốn trong phòng suy sụp. Khi Kristen tới, Kira đề nghị được ra ngoài để đưa Gordon trở lại, nhưng Kristen cho rằng anh ta đã không còn. Anh muốn Kira phải thức tỉnh, đây chắc chắn là một âm mưu từ bên Nga và họ đã ra tay trước, dù vậy Kira vẫn chọn tin người bên kia. Trong khi đó, Veronica giờ mới được Alexei và Nikolai nói cho mọi chuyện, kể cả việc đã hạ Gordon. Alexei chỉ muốn ngắt liên lạc nhưng Nikolai lại bất ngờ kết thúc Gordon. Điều này đã khiến Veronica rất đau buồn. Giống như Kira, Veronica giờ muốn ra ngoài tìm Gordon nhưng hai anh em đã từ chối giúp đỡ. Veronica buồn bã đi sang một phòng khác để giải tỏa. Một lúc sau, cô tìm tới Kira và muốn nói chuyện riêng, vì Kira là người duy nhất cô có thể tin tưởng, rồi cả hai người đã đều thú thật và kể ra mọi chuyện. Cuối cùng Kira đã đồng ý giúp đỡ và Veronica đưa ra một kế hoạch, cô ấy sẽ đánh lạc hướng người của mình trong khi Kira sử dụng chìa khóa của Nga để truy cập vào cái hộp của Alexei. Trong đó có chứa các mẫu được sử dụng để điều trị ngộ độc phóng xạ, thứ cần thiết nhất trên trái đất lúc này. Cô muốn Kira lên tàu vũ trụ Soyuz và công bố nó cho toàn thế giới, không phải Nga hay Mỹ sẽ độc quyền nó nữa và tất cả mọi người trên thế giới sẽ được chữa trị. Cô cũng chỉ ra các mẫu quan trọng nhất được lưu trữ ở hộp số 0, rồi hai người đổi chìa khóa cho nhau. Sau đó, Veronica lấy được khẩu súng lửa và bật oxy nguyên chất trong nhà kho lên. Nikolai và Alexei phát hiện ra và cố gắng giúp cô bình tĩnh lại, còn Kira đã tới chỗ phòng thí nghiệm bắt đầu tìm kiếm hộp không. Tuy nhiên cô lại không thể tìm thấy nó. Lúc này Kristen đi tới và bảo rằng làm gì có hộp số 0. Điều này khiến Kira bừng tỉnh và nghĩ rằng cô đã bị lừa. Cả hai chạy tới ngăn Veronica lại. Bên kia, Veronica đang chống trả lại Alexei thì Kristen bất ngờ cầm một cái hộp và đập Veronica. Không may là cô ấy đã không qua khỏi sau cú đó. Mọi chuyện sau đó tạm dừng, Kristen nhanh chóng đưa Kira về khoang của bên Mỹ trốn, còn chỗ phi hành gia Nga, tiếc thương cho bạn mình, Nikolai quyết định cầm theo vũ khí đi trả thù. Alexei thì không muốn tiếp diễn chuyện điên rồ này nữa và chọn ở lại, ở ngoài trái đất vẫn đang bốc lửa dữ dội và phạm vi đã lan rộng ra toàn cầu. Ít phút sau, Alexei đang cố gắng bình tĩnh lại thì anh nhìn vào màn hình và chợt phát hiện Gordon vẫn còn sống, anh lập tức dùng cánh tay máy và đón lấy Gordon. Bên kia, Kira và Kristen đang trốn trong hành lý còn Nikolai cũng đã tìm tới. Kristen đánh lạc hướng được anh ta. Kira đã tận dụng cơ hội để đi ra ngoài. Cô cũng gặp được Alexei. Lần này anh đã đứng về phía mọi người và giúp Kira trốn ở một nơi khác. Alexei sau đó cố gắng ngăn Nikolai lại nhưng anh ta vẫn muốn làm đến cùng. Nikolai lúc này đã phát hiện được Kristen và lao tới. Kira bay tới ngăn cản nhưng không thành công. Cô đang bị Nikolai tóm lấy thì bất ngờ Gordon xuất hiện và hạ gục anh ta. Tiếp theo, Gordon hỏi về Veronica nhưng mọi người đều im lặng. Hiểu được chuyện gì thì Gordon trở nên mất trí, anh tức giận khóa cửa trong phòng riêng với Nikolai. Hai người vật lộn với nhau trong đó, Gordon nhanh chóng bị thất thế và rơi mất mũi khoan để Nikolai lấy được. Anh ta liền cầm nó hạ Gordon, Gordon cũng dùng chút sức lực cuối cùng với lấy một chiếc thuốc nơ vít từ trong túi của Nikolai để kết thúc anh ta. Khi những người khác mở được cửa ra thì đã quá muộn, cả hai người đàn ông đều đã qua đời. Thu dọn xong mọi thứ, giờ trạm vũ trụ chỉ còn lại ba người, cả ba không ai nói với nhau câu gì và ở một mình suy sụp. Một lúc sau, Kira kiểm tra máy tính, cô thấy trạm vũ trụ sắp tiến vào bầu khí quyển, dù thế Kira cũng không quan tâm nữa. Lúc này cô di chuyển xung quanh nhà ga thì phát hiện có dòng chữ hộp số 0, hóa ra người nói dối lại là Kristen. Cô ngay lập tức đi tìm đến phòng anh ta và nhìn thấy bộ đồ phi hành gia cùng các mẫu vật để chuẩn bị rời đi, có vẻ như Kristen đã lên kế hoạch trốn thoát riêng. Vào lúc đó, hệ thống thông gió hỗ trợ sự sống cũng đột nhiên tắt. Kira liền đi tìm Alexei để cảnh báo. Lúc này anh đang ở cùng phòng với Kristen. Kristen cố gắng chia rẽ bọn họ bằng việc nói ra Kira định lấy thuốc của Alexei đem xuống trái đất. Anh ta thậm chí còn yêu cầu Kira ở lại hy sinh bởi Soyuz chỉ có hai chỗ. Kira đã ra hiệu bảo Alexei tắt nhạc đi và anh ta nhận ra không còn tiếng của máy hỗ trợ sự sống. Cô cố tiếp cận con dao kim loại nhưng Kristen đã không cho. Kristen bỗng nhiên bảo Alexei ra ngoài để hai người họ nói chuyện riêng. Khi Alexei từ chối thì Kristen chộp lấy con dao và tấn công Kira. Alexei lao vào và cả hai cùng cố gắng khống chế Kristen. Sau một hồi giằng co thì mọi thứ đã kết thúc, Kristen đã ra đi. Sau đó Kira băng bó vết thương của Alexei và anh ấy đã bật lại thiết bị hỗ trợ sự sống. Đột nhiên họ nhận được thông báo lực đẩy được bật lên và hệ thống liên lạc sẽ sớm trở lại. Lúc này cả hai chính phủ đều hỏi liệu họ đã nắm quyền kiểm soát trạm vũ trụ chưa, chứ không quan tâm đến tính mạng của họ. Hai người sau đó quyết định phớt lờ các tin nhắn và lên tàu Soyuz để rời trạm cùng với nghiên cứu của Alexei. Họ sẽ bay xuống một quốc gia mà họ có thể công bố thành tựu y tế cho mọi người trên toàn thế giới.
Và phim đến đây cũng kết thúc. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.